Vừa rồi thì toàn thể bà con nhân dân và các quý vị khách quý thập phương đã vừa đến với buổi làn điệu dân ca quan họ mượt mà đắm thắm ngồi tựa sông Đào, và để tiếp tục trở lại với chương trình canh hát truyền rồng trong buổi sáng ngày hôm nay, xin mời toàn thể bà con nhân dân và các quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một làn điệu dân ca quan họ buồn bốc buồn dầu. Sầu về một tiết tháng riêng, may áo cổ kiền người mặc cho ai. Sầu về một tiết tháng hai, bông chửa ra đài người đã hái hoa. Sầu về một tiết tháng ba, mưa héo ruộng cà nắng cháy ruộng dưa. Sầu về một tiết tháng tư, con mắt lừ đừ cơm chẳng buồn ăn. Và sầu về một tiết tháng năm, chưa đặt mình nằm gà đã gáy san canh. Với làn điệu dân ca quan họ buồn bốc buồn dầu, xin mời toàn thể bà con nhân dân và các quý vị khách quý thập phương sẽ cùng đón nghe thưởng thức, và sẽ không quên lì xì đầu xuân mới cho anh cả cho hai chúng em một tràng vỗ tay trong không khí thật tưng bừng ạ.